trình di chuyển từ homestay lên đỉnh Phan Xipang ha, chinh phục đỉnh Phan Xipang. Đó mình đón taxi ha, gia đình đón taxi đi lên Phan Xipang này ha. Đó, đây là đường đi lên Phan Xipang ha. Đường mòn quanh co ha, khúc khuỷu đường núi. Sương mù hôm nay là sương mù ha, hầu như là sương mù khắp nơi ha, nên cái tầm nhìn nó bị khuất ha. Bây giờ cũng là 10 giờ trưa, 11 giờ, hơn 10 giờ trưa rồi. Tuy nhiên thì ở đầu cũng sương mù ha. Đó, mà đường lên đỉnh núi Phan Xipang lại càng sương mù hơn. Hành trình chinh phục đỉnh Phan Xipang. Đó, đây là con đường nhỏ ha, đường nhỏ đi vào trong cái lối đi lên Phan Xipang. Taxi đang di chuyển ha. Từ Sapa lên Phan Xipang. Đấy, những con đường ở đây là đường thì đường núi ha, đường núi thì cũng nhỏ ha, tầm nhìn gần thì cũng sẽ nhìn được nhiều. Đó là tuyến đường đang di chuyển lên nó Phan Xipang. Chút nữa là mình sẽ vô Phan Xipang, một cái ngọn núi cao chọc trời ha, được ví như là nóc nhà Đông Dương ha, nóc nhà Đông Dương, núi cao chọc trời ha. Xipang, chinh phục đỉnh Phan Xipang. Mặc dù là trời không lạnh lắm nhưng mà nó hầu như là cả ngày là sương mù á. Bây giờ là trưa, tầm trưa rồi, tuy nhiên là sương mù cũng còn dày đặc. Có một chút mưa. Mưa phùn ha. Đó. Đây là phường Phan Xipang này. Đây là thuộc phường Phan Xipang, thị xã Sapa. Đường lên núi Phan Xipang. Đường núi ha. Đây là mình sẽ đi vào, dần dần đi vào là trong, đi vào sâu trong những dãy núi. Khi ở đây thì có nhiều dịch vụ ha, xe điện taxi rồi xe ôm rồi xe thuê xe mình tự lái. Tuy nhiên thì mình khách ở nơi khác đến thì đôi khi mình không quen đường á, mình tự lái thì cũng bất tiện ha, tại vì con đường đi vô trong núi thì cũng hơi vắng nên mình đặt dịch vụ thì thuận tiện hơn, chứ mình tự đi thì đôi khi mình không quen. Ngồi để ăn gì vậy chứ? Ăn gì á? Thường là đi bộ nhiều, đi trên các bạn. Đó, đường đi lên bộ, đường đi lên núi 20-30 km. Đường đi lên núi ha. Đi mà còn đeo cái đồ nữa chứ bộ. Đeo toàn cái ba lô to. Dữ thì công nhận nó mạnh mẽ thì. Càng đi sâu vô trong và tới đường. Ở đây có, gần đây có cái vườn dâu Sapa này. Vườn dâu đâu? Nó chưa vô tới. Dâu. Đây phải không em? Cổng đi vô đúng không em? Đây là cổng. À, đó rồi, tới cổng ha. Tới cổng đi vào Phan Xipang ha. Của anh nhiêu tiền ta? Tầm 60. Dạ.